Rồi xin chào anh em ha. Thì hôm nay Thanh Tâm ra lưới tiếp tục chia sẻ cho anh em ơi. Thì có nhiệt rất là nhiều anh em hỏi là con chim mà chiên da đảo ở trên đầu á mà tự nhiên nó mất tiêu, nó không đâm lưới. 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nó có nhiều cái vấn đề nha anh em. Theo như kinh nghiệm của Thanh Tâm thì Thanh Tâm biết tới đâu Thanh Tâm chia sẻ cho anh em tới đó ha. Thì mong là sẽ giúp ích được cho anh em ha. Nó có 2-3 cái nguyên nhân lận, mong là anh em nghe kỹ ha. Thì nếu anh em nào trúng trường hợp nào thì sẽ khắc phục ở trường hợp đó ha, để mà quánh được có hiệu quả ha. Cái trường hợp thứ nhất là khi mà nó đảo trên đầu là do một cái lo của anh em nó cắt quá là con chim nó không xuống. Quá chuẩn luôn. Cái đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai là cái máy anh em chỉnh chưa có tới, nó không chịu xuống. Giai đoạn thứ ba nữa là anh em phải coi là cái chép của anh em ha. Thì nhiều anh em cũng quánh, như là theo như em được biết á, thì thằng Son với thằng 263 thì cái chép nó rất là gắt. Nếu mà dù nhiều khi anh em chỉ lên có 1-2 cái chép thôi, nhưng mà có điều là nó sẽ gắt hơn. Nếu anh em thấy chưa có đâm á, một là anh em nhích cái bát lên nhẹ thêm miếng nữa ha. Anh em nghe mà cái tiếng nó không bị sẹt là được rồi. Nó không gắt đó anh em. Có nghĩa là tiếng nó bị nó ấm lại đó. Nó không có bị xè đó. Là con chích ha. Tôi biết thế. Nhiều anh em thì cứ la đảo đảo rồi sao không thấy nó đâm rồi mất tiêu. Còn cái trường hợp thứ ba cũng có rất là nhiều những cái trường hợp mà nó không đâm, tại vì nó không thuận gió nó đi mà nó không thuận gió đâm nha anh em. Thì nó sẽ rớt nền nằm đó. Thì gần tới sáng anh em sẽ thúc bắt nó. Mà thúc bằng cách nào thì những cái clip trước Thanh Tâm có hướng dẫn cho anh em rất là nhiều cách. Nếu anh em nào chưa xem thì có thể quay lại những clip trước xem ủng hộ Thanh Tâm ha. Thì trong clip này Thanh Tâm sẽ chia sẻ cho anh em nhiêu đó ha. Thì hôm nay Thanh Tâm ra là ngay gầm luôn nha anh em. Cái mùa này chứ không giống như cái mùa Tết nha anh em. Mùa Tết anh em coi đi, trời nó sáng dữ lắm sáng. Mùa này thì lâu lâu cũng có mây che nha anh em, gì gì cũng đỡ. Mà nếu mà chuyển mưa thì nó mới đỡ, chứ còn không chuyển mưa thì nó cũng sáng vậy thôi. Rồi, trời cũng đã tối ha. Thanh Tâm chia sẻ cho anh em, nếu mà anh em nào có cần cái gì đó, có cần Thanh Tâm chia sẻ thêm những cái gì đó, thì có thể để lại bình luận, comment ở dưới cho Thanh Tâm biết ha. Còn có rất là nhiều anh em chưa có biết cái Zalo của Thanh Tâm nằm ở đâu á, thì ở trên cái màn hình của anh em đang coi, cặp ở bên tay phải á, dắt bên tay phải anh em có cái mũi tên chỉ xuống đó, anh em cái giữ cái mũi tên đó sẽ thấy cái đường link Zalo của Thanh Tâm ha. Thì anh em cứ vô đó ha. Giờ Thanh Tâm nói là chào anh em ha. Dính rồi gì anh em ơi? Gì đi em bé. Ồ, cá cuốc nghe nè. Ngon lành. Có nồi luôn anh em ơi. Đất đánh để lưới sát một đất nằm dưới đất luôn rồi. Chăng quá sáng rồi anh em u. Trời quá sáng luôn. Này gầm mà quá sáng anh em u. Cái cuốc này, cái cuốc máy. Quá đã. Quá mập rồi nè. Bỏ túi luôn. Mong là đêm nay khấm khá là quay clip cho anh em xem coi. Chăng quá sáng anh em ơi. Không biết tình hình ra sao đây. Rồi, Thanh Tâm úp video ha, có Thanh Tâm quay tiếp cho anh em xem ha. Chào anh em ha. Rồi, con gì? Chích anh em ơi, nó leo. Ờ, chưa leo, nó nằm dưới tùng anh em ơi. Thôi mày chụp giò cho chắc ăn. Thấy đứng nhìn viền tưởng nó leo chứ. Rồi, Thanh Tâm bắt nó luôn anh em ơi.
lại chụp giò cho chắc ăn anh em ha. Để leo là thua, quay lần cũng cực khổ chứ không phải sung sướng nha anh em. Người ta đâm rồi người ta phải chạy liền, còn ở đây mình đâm rồi mình còn phải mở máy nữa, nên là quay chịu khó, anh em chịu khó coi ha. Thấy có lý đó anh em ơi, chân đang đứng sào nha anh em, chân đang đứng sào rồi ghé đầm đó nè, ghé mỏng đỏ chạch luôn anh em nhìn nè, quá trời cái mỏng đỏ rồi. Quá đã, trời trời này mà tối trời là chim đi mạnh dữ dằn luôn anh em ơi, mà trần sáng quá sáng, anh em nhìn trần nè, đó thấy chưa, sáng trong luôn. Rồi Thanh Tâm bỏ lưới luôn, trời này trong dữ lắm, trong mà phải mà không có mỗi trăng là ngon. Thôi Thanh Tâm up video ha, có Thanh Tâm quay tiếp cho anh em xem ha. Ngủ giấc thức dậy còn nó dính đâu rồi, đề nào anh em ui. 3 giờ nha anh em, giờ này 3 giờ rồi, được có hai con rồi anh em ơi, hai ghé đó, nó đầm đề nào đâu, nó nằm dưới đó nó gối luôn rồi. Em muốn gối gối thì càng tốt. Mong là mong đây tí sáng là nhiều nha nghe anh em, tối gỡ thì lâu anh em thông cảm đợi ha. Cũng muốn xong nữa anh em ơi, gói nó cái giò quấu vô quá quấu. Nhìn ghé quá mập, ghé này chắc khoảng 4 con 5 con à. Nếu mà lựa đều đều là 4 con ký à nghe anh em, còn nếu mà lộn xộn thì chắc 5 con. Đâm ghé mồng thôi anh em ơi, 3 giờ rồi, được nhiều đó, chắc chim đêm nay kém rồi anh em ơi, sẵn sáng quá sáng. Rồi Thanh Tâm up video ha, có Thanh Tâm quay tiếp cho anh em xem ha. Làm thêm phát nè anh em ơi, 4 giờ rồi anh em ơi, chân còn sáng trưng luôn, tới 5 giờ 15 chân mới lặn, lúc đó sáng luôn anh em ơi. Giờ này rồi thấy là thấy xong rồi đó, yếu quá anh em ơi, chân sáng quá quánh yếu quá, biết anh em đêm nay nhiều không biết. Rồi Thanh Tâm up video ha, có Thanh Tâm báo kết quả cho anh em xem luôn ha. Sáng anh em ơi, nay trời rất là đẹp, trăng thanh gió mát luôn anh em ơi, quá trời trăng nó sáng sáng đêm luôn, bữa nay rằm mà anh em, nay được nhiêu nè anh em ơi. Được 3 con chích, con quắt, con cà cuốt nha anh em. Tổng cộng được 4 con với con cà cuốt. Cũng được anh em ơi, gầm mà phải chịu thôi, trăng sáng quá chim không đi. Cũng được 200 mấy nha anh em, cũng được hơn 200 ha anh em ha. Cũng sống được ngày anh em ha. Thì xong clip này Thanh Tâm sẽ nghỉ trăng nha anh em, nghỉ trăng vài đêm nha anh em. Hẹn gặp anh em ở khoảng chừng 20 ha, 20 Thanh Tâm sẽ ra lứ lại ha, chứ quánh này yếu quá anh em ơi, quánh yếu quá, trăng sáng quá, quánh yếu quá anh em ơi. Nghỉ 2-3 đêm cho nó khỏe, cho vợ cưng vài đêm ha. Rồi
anh Tâm xin up video tại đây ha, hẹn gặp anh em ở video sau ha, chào anh em ha.